Xin chào mừng tất cả quý vị, anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị đã trở lại kênh YouTube Vùng Đất Thanh Trì. Và hôm nay thì chúng tôi sẽ tiếp tục series trong vấn bài về quy hoạch ở huyện Thanh Trì. Và đây là cái ngã ba Văn Điển, giao giữa đường Phan Trọng Tuệ với quốc lộ 1A. Trên màn ảnh thì chúng ta nhìn thấy là đang tắc đường. Thế thì con đường này hầu hết ngày nào cũng có diễn ra việc tắc đường, vì lý do một phần là cũng cắt đường tàu, một phần nữa là các phương tiện giao thông đi lại ở tại vị trí này khá là lớn, thì nó cũng là một cái đường nối kết nối quan trọng giữa đường quốc lộ 1A với quận Hà Đông. Như trên màn ảnh thì chúng ta cũng nhìn thấy đây là một cái con đường rất là dài, rơi vào khoảng tầm hơn một cây số là các phương tiện giao thông đang bị chờ. Theo thông tin mà chúng tôi nhận được thì cũng biết được rằng là con đường 70 này trong thời gian vừa rồi cũng đã được khắc phục, làm lại đoạn từ Hà Đông về Văn Điển. Tuy nhiên là với chiều dài là 7,5 km này thì theo quy hoạch mở đường nó phải mở lớn hơn rất nhiều. Thế nên trong cái giải pháp hiện tại thì mới chỉ sửa sang lại, nên nó cũng chưa thực sự là hiệu quả cho cái giải pháp về giao thông tại khu vực này. Ở trên bản ảnh quý vị đang nhìn thấy chính là đầm Quang Lai. Theo cái bản đồ quy hoạch 2030 ở Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì thì có từ điểm ngã ba giao với quốc lộ 1A nối sang bên kia là đường cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Thì đây cũng là một cái con đường khá là quan trọng, nó sẽ lối bắt đầu từ đường quốc lộ 1A đi qua xã Tư Hiệp và lối sang bên thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp. Nó sẽ cũng là một con đường liên quan đến việc phát triển quy hoạch hạ tầng, giúp Thanh Trì sẽ nhanh chóng là lên được quận. Thì con đường này như trên màn hình chúng ta cũng biết là nó đi qua loạt những cánh đồng với cả ruộng và giao với đường Vũ Lăng, nên cá nhân tôi thì cho rằng là cái con đường để mà nó thực hiện được trong tương lai thì nếu như mà được phê duyệt thì khả năng sẽ làm rất là nhanh, vì công tác giải phóng mặt bằng sẽ dễ hơn cho các nhà chức trách. Trên màn ảnh quý vị đang nhìn thấy là khu đất ở trên địa bàn xã Tư Hiệp. Thì như chúng ta đã biết thì xã Tư Hiệp là một xã mà ngay ở trung tâm huyện Thanh Trì, thế nên là nó có rất nhiều lợi thế thuận lợi trong thời gian tương lai. Thì chắc chắn là ở xã Tư Hiệp sẽ có khá nhiều con đường được mở, được nâng cấp, được cải tạo, và để làm sao mà nhà phù hợp với quy hoạch chung của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã phê duyệt. Tôi có thể điểm qua một số cái dự án mà cá nhân tôi được nắm được thông tin ở trên địa bàn xã Tư Hiệp, ví dụ như là đường nối từ Nguyễn Bạc sang khu đô thị Hồng Hà, đường nối từ cổ điển B đến khu đô thị Hồng Hà Eco City, hoặc là đường Nguyễn Bạc lối vào đường gom cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Đấy là những con đường mà trong video tiếp theo thì chúng tôi sẽ cung cấp tới quý vị. Ở trên màn ảnh quý vị đang nhìn thấy chính là con đường Vũ Lăng. Và con đường này thì trong cái video trước thì chúng ta nói nó là một con đường quan trọng ở huyện Thanh Trì. Cơ bản là đường hai làn đường rất là rộng, nó cũng kết nối từ trung tâm hành chính đến các tòa chung cư, ví dụ như là IEC Tứ Hiệp hoặc là chung cư Techco. Chúng ta cũng nhìn thấy một lần nữa là các cơ sở hạ tầng của huyện Thanh Trì đang hàng ngày được phát triển, và tôi cũng hy vọng là
trong thời gian tới, huyện Thanh Trì sẽ đẩy mạnh về phát triển hạ tầng để làm sao mà có thể hoàn thiện cái chỉ tiêu phát triển hạ tầng theo quy định của thành phố. Tôi là Linh Béo, tôi xin cảm ơn quý vị đã nghe và theo dõi.